ông Trương Hòa Bình là trùm cuối đại án Sài Gòn Đại Ninh, sự thật hay tin đồn. Kể từ đầu năm 2024 cho đến nay, nhiều vụ án tham nhũng lớn đã được đưa ra ánh sáng, hàng loạt quan chức cấp cao bị điều tra và xử lý kỷ luật. Điều đó đã thu hút sự chú ý và bước đầu tạo lòng tin của công chúng đối với ông Tô Lâm. Vào ngày 2 tháng 11, truyền thông nhà nước đưa tin, cựu bộ trưởng và chủ nhiệm văn phòng chính phủ ông Mai Tiến Dũng đã bị khởi tố và tạm giam do liên quan đến hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Dũng bị cáo buộc nhận 200 triệu đồng từ doanh nghiệp Nguyễn Cao Chí để can thiệp vào việc thu hồi dự án Đại Ninh tại tỉnh Lâm Đồng. Điều này đã tạo điều kiện cho việc chuyển nhượng dự án giá trị hàng chục nghìn tỷ sang các công ty khác, gây tổn thất rất lớn cho ngân sách nhà nước. Ông Mai Tiến Dũng đã bị Bộ Công an khởi tố và bắt giam từ ngày 4 tháng 5 do có liên quan đến các vụ án hối lộ tham nhũng ở tỉnh Lâm Đồng và một số vụ án khác có liên quan đến các doanh nghiệp lớn như tập đoàn Thuận An. Trước đó, ông Mai Tiến Dũng đã bị kỷ luật đảng và nhận hình thức cảnh cáo vào năm 2023 do các sai phạm liên quan đến những chuyến bay giải cứu. Ngay sau đó, trên mạng xã hội đã có những ý kiến cho rằng trong quá trình điều tra vụ án, bị can Mai Tiến Dũng đã mập mờ khai đổ lỗi cho ông Trương Hòa Bình, cựu Phó Thủ tướng thường trực nhiệm kỳ 2015-2021 là trùm cuối trong vụ án Đại Ninh ở Lâm Đồng. Theo giới thạo tin, bị can Mai Tiến Dũng đã khai nhận rằng đại gia Nguyễn Cao Chí là chủ siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh, có mối quan hệ thân thiết với các lãnh đạo của chính phủ, là cấp trên của ông Mai Tiến Dũng. Vào năm 2020, ông Nguyễn Cao Chí đã làm đơn xin gia hạn và giãn tiến độ dự án Đại Ninh ở Lâm Đồng và có đề nghị ông Dũng thông qua lãnh đạo chính phủ chỉ đạo cho thanh tra chính phủ sớm giải quyết. Sau đó, ông Dũng báo cáo Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình để có tác động mạnh mẽ hơn. Đáng chú ý, sau khi nhận quả biếu 200 triệu đồng của đại gia Nguyễn Cao Chí, ngay lập tức ông Mai Tiến Dũng lập tức phê vào đơn đề nghị của công ty Sài Gòn Đại Ninh với nội dung như sau: chuyển vụ 1 xử lý sớm, sau đó chuyển cho ông Trương Hòa Bình ký duyệt chỉ đạo. Khi bị khởi tố bắt giam, ông Dũng khai với cơ quan điều tra như trên vì nghĩ rằng đại gia Nguyễn Cao Chí đã nhờ ông Trương Hòa Bình trước đó. Theo ông Dũng, ông ký bút phê chỉ để đảm bảo đúng quy trình. Đáng chú ý, người đóng vai trò chính giúp cho đại gia Nguyễn Cao Chí là ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đã đột ngột qua đời vì đột quỵ. Tuy nhiên, giới thạo tin khẳng định Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh đã chủ động tự sát và đã qua đời tại nhà riêng trước khi được đưa đến bệnh viện Nguyễn Tri Phương để cấp cứu. Ông Trần Văn Minh được cho là đã nhận hàng chục tỷ đồng từ tập đoàn Vạn Thịnh Phát và doanh nhân Đỗ Cao Chí để dàn xếp vụ việc gia hạn cho dự án Sài Gòn Đại Ninh. Trước đó, chiều ngày 21 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Hùng cũng đã nhảy lầu tự vẫn, qua đời tại chỗ. Được biết, hai ông Trần Văn Minh và Nguyễn Văn Hùng đều là đàn em thân cận với ông Nguyễn Xuân Phúc. Họ đã chủ động chọn cái chết để vừa giữ được thanh danh, vừa tránh khai ra trùm cuối trong vụ án Đại Ninh, được cho là ông Trương Hòa Bình. Ủy viên Bộ Chính trị Trương Hòa Bình, một người quê ở tỉnh Long An, là đồng hương với ông Tư Sang, cựu chủ tịch nước. Ông Bình từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của Việt Nam như Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, phụ trách chỉ đạo cải cách tư pháp, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trước đó tại Đại hội khóa 11, ông Trương Hòa Bình đã chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Lương Tam Quang thăm Đức, một quyết định lợi bất cập hại của Tổng Bí thư Tô Lâm. Mục đích của chuyến thăm Cộng hòa Liên bang Đức từ ngày 26 đến 29 tháng 10 của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, theo truyền thông nhà nước cho biết là nhằm tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật. Bộ trưởng Quang đã hội đàm với nội vụ của cơ quan tỉnh báo Đức để trao đổi thông tin và phối hợp trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia. Hai bên thảo luận về việc hợp tác điều tra, truy bắt các đối tượng truy nã và chuyển giao người bị kết án tù. Tuy nhiên, như Thời báo .de đã khẳng định, chuyến thăm Đức của Bộ trưởng Lương Tam Quang đã thất bại. Cụ thể, ông Lương Tam Quang đã không đạt được mục đích dẫn đầu bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về Việt Nam, mặc dù phía Việt Nam đã đặt vấn đề sử dụng Trịnh Xuân Thành để đổi lấy bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ngoài ra, phía Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện cho công ty Siemens, một tập đoàn lớn của Đức, nhận hợp đồng trong phần xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam. Tuy nhiên, vì Cộng hòa Liên bang Đức là một nhà nước pháp quyền với hệ thống chính trị tam quyền phân lập, do đó chính phủ Đức phải tôn trọng pháp luật của đất nước họ. Hơn nữa, vì bà Nhàn đã có quy chế tị nạn, cho nên nghiễm nhiên bà được luật pháp Đức bảo vệ. Vụ việc của bà Nhàn từ lâu đã được công luận quốc tế đánh giá là một vụ án mang tính chính trị. Đó cũng là lý do khiến Cộng hòa Liên bang Đức
không bao giờ chấp nhận đổi trác như đề nghị phía Bộ Công an Việt Nam đưa ra. Đây là một bài học cho Tổng Bí thư Tô Lâm và đàn anh thân tín của ông tại Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang về việc cần phải đối xử theo đúng luật pháp với người dân Việt Nam nói chung và các quan chức nhà nước nói riêng. Bộ máy hành chính không thể đưa ra các quyết định tùy tiện như lâu nay. Theo giới phân tích, ông Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đều là những đệ tử thân cận của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng Tổng Bí thư Tô Lâm vì lợi ích cá nhân muốn qua việc bắt giữ bà Nhàn để hạ được bằng được Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng thời hạ luôn ông Phan Văn Giang để đưa tướng Hoàng Xuân Chiến lên thay. Mới đây nhất, nguồn tin nội bộ của Thời báo cho biết Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, lãnh đạo cấp cao của quân đội đã không có tên trong danh sách ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây được cho là các phản ứng mới nhất của tập thể lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Vẫn theo nguồn tin nội bộ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đang mắc bệnh gan rất nặng, nhưng vị lãnh đạo quân đội này đã chuẩn bị phương án dự phòng. Theo đó, Đại tướng Nguyễn Tân Cường sẵn sàng thay thế cho chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với lý do không để chức vụ này rơi vào tay tướng Hoàng Xuân Chiến, một đồng minh thân cận của Tổng Bí thư Tô Lâm. Những tính toán sai lầm của ông Tô Lâm vừa kể trên sẽ càng khiến cho mối quan hệ được cho là hết sức tốt đẹp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Phan Văn Giang sẽ càng bền chặt hơn. Ông Chính là một nhân vật thân Bắc Kinh. Thời gian gần đây, ông đã có nhiều biểu hiện tạo điều kiện cho Trung Quốc trong các hoạt động kinh tế với Việt Nam. Do đó, việc Tổng Bí thư Tô Lâm cử Bộ trưởng Lương Tam Quang sang Đức để tìm cách đưa bà Nhàn về Việt Nam không chỉ đã thất bại mà còn lợi bất cập hại, có thể khoét sâu mối bất đồng trong nội bộ của các đàn em thân cận với ông bà Dũng. Điều này sẽ dẫn đến sự suy yếu quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ xử lý bộ máy nhà nước 3 trong 1 quá cồng kềnh như thế nào? Trong những ngày gần đây, mạng xã hội của người Việt Nam đã xôn xao trước điều phàn nàn của Tổng Bí thư Tô Lâm khi cho rằng bộ máy cứ cồng kềnh hiện nay thì làm sao chịu được. Truyền thông nhà nước đưa tin vào ngày 31 tháng 10 nêu ý kiến thảo luận tổ của Quốc hội. Ông Tô Lâm đã cho rằng bộ máy nhà nước hiện nay quá cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả, do đó phải sắp xếp, phải tinh gọn lại. Theo ông Tô Lâm, hiện nay ngân sách nhà nước đang chi khoảng gần 70% chỉ để trả lương, chi thường xuyên phục vụ cho bộ máy hoạt động. Ngân sách đã nuôi nhau hết, còn 30%, còn tiền đâu thì có thể phát triển, lo củng cố quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội đây. Công luận thấy rằng, trong khi ở các quốc gia khác, chi phí thường xuyên cho các hoạt động của bộ máy nhà nước cũng chỉ trên dưới 40%. Số còn lại trên 50% ngân sách sẽ được sử dụng để phục vụ cho phát triển như quốc phòng, an ninh, giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Đó là chưa kể thâm hụt rất lớn từ tình trạng tham nhũng, hối lộ của các quan chức lãnh đạo từ trung ương đến địa phương. Cách đây hơn 30 năm, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Tế cũng được phát biểu trước Quốc hội như sau: ngân sách của ta phải nuôi đến 3 bộ máy thì sức nào chịu cho được. Được biết, 3 bộ máy mà cựu Bộ trưởng Hồ Tế nói đến đó là bộ máy Đảng, bộ máy nhà nước và bộ máy các đoàn thể, quần chúng, mặt trận tổ quốc, và thực chất là cánh tay nối dài của Đảng. 3 bộ máy vừa kể trên rất cồng kềnh và cần chi phí nuôi dưỡng rất tốn kém. Theo đó, tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức từ trung ương đến tận thôn xóm và bộ máy chính quyền cũng tương tự như vậy. Bên cạnh đó, bộ máy đoàn thể, quần chúng, mặt trận tổ quốc tưởng như để trang trí cho vui nhưng cũng tiêu tốn một kinh phí rất nặng nề. Đáng kể nhất, cái gọi là mặt trận tổ quốc Việt Nam cũng có bộ máy từ trung ương xuống tận xã, phường và đều ăn lương từ ngân sách. Chưa kể đến các hội nhà văn, hội sân khấu điện ảnh mang tính chuyên ngành, vậy mà cũng có bộ máy từ trung ương xuống đến cấp tỉnh. Vào năm 2019, ông Hữu Thỉnh là Chủ tịch Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã từng vui mừng tuyên bố: nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta. Đây là hệ quả của chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo toàn diện, bao trùm đến hết tất cả mọi lĩnh vực trong xã hội. Việc tinh giản bộ máy nhà nước đã được hô hào suốt mấy chục năm qua, nhưng chẳng thấy tinh gọn hơn, mà ngược lại chỉ thấy phình to hơn trước. Công luận thấy rằng chưa từng có Tổng Bí thư nào của Đảng dám mạnh dạn công khai nói ra sự thật này như ông Tô Lâm. Nhưng tại sao Bộ Công an dưới thời của cựu Bộ trưởng Tô Lâm từ năm 2016 cho tới đây đã chi ngân sách lớn hàng thứ hai chỉ sau Bộ Quốc phòng? Cụ thể, chi ngân sách cho Công an là hơn 113.000 tỷ đồng, gấp 13 lần ngân sách cho y tế và giáo dục. Điều đó cho thấy những tuyên bố hay phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm hoàn toàn mang tính chất tùy hứng, không phải là những chủ trương sâu rộng và mang tính chiến lược. Vậy tại sao một bộ máy như nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
vẫn tồn tại cả mấy chục năm qua? Đây là câu hỏi được đặt ra. Câu trả lời đó là người dân Việt Nam đã bị nhà nước bắt buộc giảm các tiêu chuẩn an sinh xã hội mà lẽ ra họ phải được hưởng. Việc cắt giảm ngân sách chi cho y tế và giáo dục và đưa ra cái gọi là xã hội hóa y tế và giáo dục. Ngoài ra, dễ nhận ra nhất là việc tăng giá điện thường xuyên. Tất cả các việc làm kể trên nhằm mục đích duy trì sự tồn tại của một bộ máy nhà nước 3 trong 1, quá cồng kềnh và thiếu hiệu quả như ngày nay. Quý vị và các bạn theo dõi bản tin Tổng bí thư Tô Lâm sẽ xử lý bộ máy nhà nước 3 trong 1 quá cồng kềnh như thế nào? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.